Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2016. Đầy đủ duyên lành, chúng ta đang hiện diện trên mảnh đất mới của chùa Phước Hải, mà trong chốc lát nữa đây chúng ta sẽ cùng làm lễ động thổ, chuẩn bị xây một ngôi chùa ở tại đây, ở thành phố Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Đây là chúng ta Pháp Hòa rất vui được trở về đây lần thứ hai trong năm. Thưa đại chúng, lẽ ra thì hôm nay sẽ có sư bà Phước Hải ở Việt Nam, tức là thầy của ni sư ở đây. Nhưng mà Pháp Hòa có gặp sư bà vào tháng 3 vừa rồi ở Pháp, thì sư bà mới dạy là sức khỏe yếu cho nên sư bà không đi được. Thôi thì ni sư mời Pháp Hòa để coi như là đại lao sư bà. Thì sư bà đã dạy thì mình phải nghe, chỉ vì vậy mà Pháp Hòa được có mặt ở đây với đại chúng trong buổi sáng hôm nay. Và chút xíu nữa thì sẽ có lễ động thổ. Thưa đại chúng, động thổ là gì? Động thổ có nghĩa, nếu mình nói theo cái chữ đó, động có nghĩa là mình xúc chạm tới, mình xúc chạm với đất, gọi là động thổ. Bởi vì theo cái quan niệm á, là trước khi chúng ta bắt đầu một công trình xây dựng nào thì dĩ nhiên là phải động tới đất để đào xới, để chúng ta bắt đầu xây dựng. Cái lễ động thổ này á, nó bắt nguồn ở Trung Quốc khoảng 113 năm trước Tây Lịch, do vua Hán Vũ Đế vì thấy rằng tại sao chúng ta chỉ có lễ tế trời mà không có lễ tế đất, cho nên ông mới bày ra cái lễ tế đất gọi là hậu thổ. Hậu thổ có nghĩa là mình cúng đất. Và trong cái lễ này, ý của người ta nói rằng khi mình làm cái gì thì mình cũng tạ trời, tức là trời đã cho mình mưa, đã cho mình nắng, thì đất cũng sẽ cho mình mọi sự xanh xôi, ví dụ như cỏ, cây, hoa, lá. Và đồng thời nếu mình muốn xây dựng cái gì thì mình cũng phải xây dựng từ ở trên cái mặt đất này. Thì tại sao chúng ta không có cái lễ gọi là tạ đất mà chỉ có tạ trời? Cho nên thay vì tế thiên thì giờ hậu thổ. Đó là bắt nguồn từ vua Hán Vũ Đế ở Trung Hoa 113 năm trước Tây Lịch. Cái lễ này còn được gọi là lễ gọi là xả tế. Xả tế chứ không phải xả tế nha, xả tế. Bởi vì người xưa quan niệm á, đất có thổ công, sông có Hà Bá. Vậy cho nên làm việc gì chúng ta phải xin phép. Mà đó là cái lễ. Mặc dù mình không biết có cái ông đất nào không, nhưng mà mình làm cái gì mà có cái sự trình bạch thưa gửi thì tự nhiên mình cảm thấy nó sự an tâm, và nó có biểu lộ lên một cái sự kính trên thưa dưới. Thí dụ mình muốn dọn ngôi nhà mới mình ở, thì mình cứ dọn thôi. Nhưng mà cái phong tục của người Á Đông mình là đem một cái dĩa trái cây, một bình hoa vào trong cái nhà mới đó, mình xin phép. Hôm nay chúng con là gia chủ của căn nhà mới này, mới vừa được xây xong, chuẩn bị dọn vào. Chúng con có chút ít lòng thành kính trình chư vị đất đai thổ địa, chứng minh cho chúng con. Thật sự ra cái đó là một cái tấm lòng của mình, mình nói lên để mình xin phép mình được ở đây cho an ổn, thế thôi. Nhưng mà mình, cái chuyện mà có thần nào không thì cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà mình không thấy thì cũng chẳng không có chắc là nó không có. Thôi thì mình làm cái gì mà mình cảm thấy mình an ổn được thì mình cứ làm, phải không? Thì hôm nay cũng vậy. Thật ra đó, thật ra là mình muốn động thổ ngày nào cũng được hết, không cần có ngày. Nhưng mà người xưa có quy định là mỗi một năm sau ngày 3 ngày Tết, tức là người ta sẽ bắt đầu động thổ vào ngày mùng 3, để cho tất cả mọi người, ai làm ruộng, làm nông, ai làm tất cả mọi công việc xây dựng đều có thể bắt đầu sau ngày mùng 3. Thì sáng mùng 3 là ta bắt đầu làm một mâm cúng ra, ta xin phép. Thật sự cái đó là một cái ý niệm, một cái khai mở để cho tâm tư mình có một cái sự mới mẻ. Mình tin tưởng rằng sau một năm cũ đã qua, bây giờ mình khai khẩn một cái sự việc mới để cho tâm hồn mình phấn chấn, để mình làm việc mà mình vui vẻ, mình làm việc và tâm tư mình có một cái gì đó mới lạ để làm cho cái cuộc sống mình nó tươi vui lên. Thí dụ như á, mình sống ở trong đời ngày nào cũng giống nhau, nhưng mà mình cứ quy định là hết 12 tháng thì chúng ta gọi là một cái Tết. Thật sự Tết cũng ăn, ngày thường cũng ăn, có ngày nào cũng ăn đâu mà phải đợi tới đó ngày đó mới kêu ăn Tết. Chẳng hạn như bữa nay là một lát mà cúng xong rồi quý vị sẽ thấy thức ăn lai láng, thì chúng nó cũng ăn Tết vậy. Nhưng mà cái ngày đó chúng ta đặt một ngày Tết, một ngày năm mới, để chúng ta có được một cái phấn chấn, một cái vui vẻ là mình đã bắt đầu một ngày mới, một năm mới, để chúng ta vươn lên. Thường thường á, người ta muốn thay đổi cái gì mới á, người ta hay có cái ý niệm, chẳng hạn như mặc một bộ đồ mới, hay là xui quá đi cắt tóc đi để cho cái đầu tóc mình nó mới mẻ để xả xui, vân vân. Đó là phải không? Ta nói đó, tức là mình làm những cái công việc gì đó mà để chúng ta cảm thấy nó mới mẻ. Thì người xưa cũng vậy, sau một năm vất vả làm ăn rồi thì người ta nghỉ 3 ngày ăn Tết 3 ngày. Rồi cái ngày mùng 3 người ta cúng để người ta động thổ, động dân, gọi là cái làng đó quy tụ lại một ngày, rồi cái người ta ra người ta lấy cái cuốc á, người ta cuốc 3 cái gì đó, đất nó cho móc cục đất lên rồi cái cầm cục đất để bàn thờ trình. Để hôm nay là làng của chúng con đã bắt đầu khai khẩn đất mới, coi như là xin phép được bắt đầu vào một cái mùa mới, một năm mới trong công việc làm ăn. Mà thưa đại chúng, nếu như ai đó, người nào có người thân mất trong mấy ngày Tết là không được đi chôn, phải giữ trong nhà đến ngày mùng 3 để dân làng người ta làm cái lễ cuốc đất rồi mới được đi chôn. Đó là cái quan niệm của người xưa không. Nhưng mà cái động thổ có nghĩa là chúng ta sắp sửa xây là phải xới đất, phải cào cấy, phải xây dựng. Thì đã là như vậy cho nên phải có cái lễ gọi là lễ động thổ. Để chi? Nó còn có cái ý nghĩa là tuyên bố với mọi người là ở đây là chính thức đã được giấy phép xây dựng và sẽ khởi công sớm. Ví dụ bây giờ tự nhiên không có gì hết, đem xe tới cất ủi thì đâu ai biết chuyện gì. Nhưng mà nhờ cái lễ này nè, thông báo rộng ra thì quần chúng Phật tử về đây chứng nhận cái buổi lễ đó, thì mọi người biết rằng chùa Phước Hải đã bắt đầu động thổ và sẽ xây sớm, vì có bản vẽ được giấy phép rồi. Thì mọi người ai cũng sẽ đóng góp công sức của mình để cho cái ngôi đạo tràng này, cái ngôi chùa này sớm được hình thành. Và đó là một cái niềm vui của người Phật tử nói riêng tại thành phố Charlotte, nói chung là của cả cái North Carolina này, mà rộng ra nữa là cái vui cho cái cộng đồng người Việt mình có được một cái nơi tâm linh, một cái đạo tràng, một cái nơi tâm linh xứng đáng và do công sức của chúng ta xây dựng. Lễ động thổ đó để tuyên bố và niềm vui chung của tất cả mọi người. Và thưa đại chúng, đó là cái ý của cái lễ động thổ, là mình động vào trong đất để tuyên bố một cái sự kiện sắp sửa xảy ra liên quan đến vấn đề xây dựng. Ở trong nhà Phật, đất được ví dụ là tâm. Nếu như mà hạt miếng đất này đào lên để mà trở thành một cái farm thì tự nhiên nó sẽ thành một cái farm. Nếu ở đây muốn xây dựng một cái khách sạn thì nó sẽ trở thành khách sạn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn xây chùa thì nó sẽ là cái chùa. Như vậy thì tất cả mọi sự xây dựng, trồng trọt phải trồng trọt ở trên đất. Như vậy thì ở đây muốn nói rằng tất cả những gì chúng ta làm nó đều căn cứ vào tâm. Nếu tâm mình muốn thì việc nó sẽ thành. Cho nên thường người ta hay để trên mấy cái ly, mấy cái tách mình uống đó, tâm tưởng sự thành. Tâm mình tưởng, mình mong, mình ước nguyện thì sự việc nó sẽ thành. Có thể 5-7 năm trước ở đây chỉ là miếng đất thôi, không có gì hết. Nhưng mà sau khi chùa mua rồi thì giờ thành đất chùa và xây dựng lên ngôi chùa. Như vậy thì trong cái tất cả mọi sự xây dựng phải ở nơi đất tâm. Trước khi chúng ta xây chùa, chúng ta phải xây dựng nhân tâm. Lòng người mà xây được rồi thì cái chùa nó sẽ có mặt được. Vì vậy cho nên đó, ở trong kinh đó, có một cái bài kệ: tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy, tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Cái miếng đất này, ở trong lòng đất này, bao nhiêu thứ hạt nằm trong này, bao nhiêu chất bổ dưỡng nó nằm ở trong đất, cho nên cỏ nó mới lên được, cây cối nó mới lên được, côn trùng nó mới sống được. Trong đất này có chất bổ dưỡng và có nhiều cái hạt giống ở trong đó. Thì cũng như tâm mình vậy đó, có nhiều hạt giống lắm. Quý vị có tin trong tâm mình có hạt giống tốt, hạt giống thương, hạt giống hiểu, hạt giống tha thứ, hạt giống bao dung, đủ thứ hạt giống tốt. Nhưng mà rồi nó cũng có hạt giống xấu luôn: tham, sân, si, ganh tị, ghét, bỏ, đủ thứ này. Thì trong đất tâm của mình có bao nhiêu hạt giống? Nếu không có thì tại sao mình gặp người này mình nói trời thấy thương quá, cái mình xây qua người kia thằng thấy ghét. Nếu mà mình không có cái hạt giống đó thì đâu có xây qua người này mình thương. Nhưng mà nếu như mỗi ngày chúng ta nhận ra là trong đất tâm mình có tất cả hạt giống tốt và hạt giống xấu. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm người chủ. Người chủ là chúng ta tu. Tu để làm gì? Để chúng ta bắt đầu tưới tẩm những cái hạt giống tốt nhiều hơn là hạt giống xấu. Bởi vì thưa đại chúng, mình tu theo Phật để làm gì? Phật là giác. Đạo Phật nghĩa là người chúng ta theo đạo Phật là chúng ta theo một con đường giác ngộ. Mà con đường giác ngộ là con đường tỉnh sáng, biết cái gì? Biết cái nào lành thiện chúng ta tưới, cái nào bất thiện chúng ta đừng tưới. Mà nếu chúng ta không tưới nó thì nó sẽ héo, nó sẽ hư, rồi nó sẽ nằm yên trong lòng đất đó. Còn cái gì mà chúng ta tưới hoài thì nó sẽ lên. Ví dụ như mỗi ngày chuyện gì mình cũng dễ dành. Thí dụ như giờ mình để cái chuông ở đây, cái dùi này không phải dùi chuông, dùi này dùi mỏ, cái dùi này để tỉnh mỏ. Rồi người ta để về là tại vì ta không có cái dùi chuông. Thì cái mục đích đó, cái dùi là để thỉnh tiếng chuông cho nó có tiếng. Thì thôi bây giờ dùi nào cũng được, miễn nó phát ra cái tiếng. Mình ngồi dưới mình nói ai mà bày lên không có biết nghi lễ gì hết, cái dùi này nó phải dùi mỏ. Mà mình chẳng thỉnh mà mình cũng chẳng gì hết, mà ngồi dưới bắt đầu phiền não. Không? Thì phiền não là vậy đó, tức là những cái gì nó làm cho tâm tư mình khó chịu, không thích. Rồi ngồi mình một mình biết chưa đủ khiều. thấy gì trên bàn không? Bà thấy gì sai trên đó không? Cái người kia nói tôi có thấy gì đâu. Trời, trần dần gì mà không thấy hả? Cái dùi đó, cái dùi đó dùi thính mỏ mà, chứ đâu phải dùi thính chuông. Rồi bắt đầu mình ngồi dưới đó nghe pháp mình không nghe mà mình cứ bị cái dùi này làm sao? Cái này kêu thành cái dùi mà rốt cuộc thành dùi đục. Dùi đục tức là nó phiền hà mình. Vậy thì thưa đại chúng, trong cái đất tâm của mình nó có đủ thứ hạt giống trách móc cũng có nữa. Chuyện gì mình cũng trách, bị gì có móc ra mới trách được. Nếu mà nếu mình thấy cái gì mà mình bỏ qua thì không bao giờ có chữ trách móc. Có chuyện gì cũng móc ra trách được. Nhiều khi á mình mới thấy cái cũ, mình thấy cái mới bắt đầu móc cái cũ ra trách tiếp. Hồi tháng rồi cũng y chang, bắt đầu móc tháng rồi ra nha. Rồi mình móc tâm quái ra, mình móc từ đời lũy nào, cho nên kêu trách móc, phải móc ra mới trách được. Nhưng mà cái đó là gì? Cái duyên là mình thấy cái hiện tại rồi mình móc ra bao nhiêu cái hạt giống, bao nhiêu những cái mình đã chứa ở trong tâm mình xưa nay. Cho nên á, nếu mình chưa có là cái người rõ được tâm địa của mình thì mình khó tu. Cho nên người ta hay nói tôi không cần đi chùa ăn chay gì đó, tôi ở nhà tôi tu tâm. Người ta nói tu tâm có nghĩa là sao? Ăn hiền ở lành. Không phải, ăn hiền ở lành có liên hệ gì tới tâm đâu, mới có ăn với ở. Ăn hiền ở lành sao kêu tu tâm được? Tu tâm nghĩa là khi nào mình rõ từng cái tâm niệm hiện khởi của mình. Ví dụ như mình đang ngồi mà cái tâm mình khởi cái gì mình biết, thì chừng đó đó mình đang khởi, mình nói à cái tâm này xấu nha, lặng. Tâm này thiện nha, khởi. Vậy thì mỗi ngày chúng ta tu là để chúng ta biết từng cái hạt giống của mình mà nào mà để chúng ta tưới nó. Hở chút giận là lâu ngày chúng ta sẽ trở thành một người dễ giận. Mà cái người dễ giận thì đại chúng sẽ thấy cái nét mặt tươi hay là héo riết rồi, cái lúc nào nhìn cũng quạo. Mai mốt mà lỡ mà có thành Phật, mà lời nào thành Phật được. Mà nếu lỡ có thành Phật nhìn quạo. Nhưng mà nhất định người có phiền não đó thì không thể thành Phật được. Bởi vì thành Phật nghĩa là cái người tỉnh giác, mà người tỉnh giác luôn luôn thấy và chấp nhận. Thí dụ mấy ngày nay nó nóng muốn chết, tự nhiên sáng nay ra đây cái chở trời ui hăm dọa sắp mưa. Mà nếu mình ngồi mình chỉ lên thấy hôm nay dở lắm nha, mấy ngày trước nóng hổi à, bữa nay kỳ cục vậy. Tức là mình phiền não. Gió mưa là bệnh của trời. Còn cái chuyện mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Nếu mình biết rằng tất cả gió mưa là bệnh của trời thì tự nhiên mình bình an được. Cho nên ở trong tâm thức của mình, tâm là đất gieo hạt, tất cả mọi hạt giống phải gieo từ đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị chưa bao giờ nghe Pháp, nhưng nếu quý vị có nghe một bài Pháp mà cái câu hay thì tự nhiên nó rót vô tâm mình. Mà nếu mà mình nghe một cái điều gì không hay, nó cũng rót vô trong tâm mình. Cho nên tâm mình là tất cả, tâm mình là mảnh đất. Hễ cái hạt giống, bất cứ cái gì mình tiếp nhận thì đều rót vào trong đất tâm này hết. Tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Ở đây ai tụng kinh Địa Tạng rồi nè? Ai tụng kinh Địa Tạng? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có một câu nè: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, lại đức từ bi đại giáo chủ. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Người ta định nghĩa cái địa tạng đó, địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Cho nên chữ tạng nghĩa là chứa nhóm, gọi là tạng. Thí dụ như kinh tạng là cái đó chứa nhóm với tất cả những lời Phật dạy, gọi là kinh tạng. Cái đó chứa nhóm những cái gì về thuộc về giới luật, gọi là luật tạng. Cái đó chứa nhóm những cái gì về luận thì gọi là luận tạng. Phải không? Một người mà thẩm thấu được kinh luật luận gọi là tam tạng. Cho nên mình cũng gọi là tam tạng pháp sư. Một pháp sư thấu đáo được kinh luật luận gọi là tam tạng. Vậy thì chữ tạng là chứa đủ, chứa nhớ. Thì bây giờ chúng ta đất tâm của mình cũng chứa nhớ. Cái gì cũng chưa hết, chưa biết nó chặt chứ có gì đâu. Bây giờ coi nhà mình đó, hủ chao mình cũng cất, hủ tương mình cũng cất, mà mấy ngày nay nghe cá chết nhiều quá bắt đầu chứa nước mắm à, sợ là đợt sau này cũng phải cá thiệt nữa không? Giờ lo đi chứa nước mắm. Rồi mình chứa này mình chứa kia, rồi cái mai mốt cái mình thấy chặt quá, cái bắt đầu làm gì? Dục quăng liệm bỏ. Nhưng mà dục quăng liệm bỏ xong cái bắt đầu dọn gọn, cái nó trống một số chỗ bắt đầu đi na về lắp ráp để tiếp. Rồi cứ mai mốt cái nó chặt bỏ. Mà cả ngày quý vị để ý coi cái nhà của mình là dọn miết thôi, là dục rồi cái nó trống cái đi đâu cái thấy chỗ đó, chỗ nó để này được à, cái để. Là cái tâm của mình cũng vậy. Cho nên mình nói trời ơi tôi muốn tịnh tâm, tịnh sao nổi khi mà cái gì cũng chứa. Cho nên muốn tịnh tâm á, không bị loạn á, thì chúng ta phải bắt đầu tập cái gì không cần thiết bỏ bớt, cái gì cần thì giữ. Cũng giống như mình lựa chọn vậy đó, phải không? Mà quý vị biết á, khi nào mình coi tivi á, cái đài nào mình thích mình mới coi, cái đài nào mình không thích thì mình không có coi. Thì mình cũng như thế, mình có quyền lựa chọn thế giới an lành để cho tâm tư mình được thoải mái. Vậy thì tâm là hạt, đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Vậy thì cái chỗ chứa của tâm á, là tất cả mọi hạt giống. Có một hôm á, có người đến hỏi thiền sư Bách Trượng, tổ Ba Trượng á, là xin ngài chỉ cho con đường tu tập giải thoát. Ngài trả lời có một câu thôi. Cái câu của ngài là tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu. Tâm địa nhược thông là gì? Nếu như mình thông suốt được cái tâm của mình thì mặt trời trí tuệ tự chiếu soi. Bây giờ đại chúng nghiệm câu đó. Tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu. Chữ tuệ là trí tuệ, chữ nhật là mặt trời. Mặt trời trí tuệ tự mình chiếu soi nếu mình đã thông được cái tâm của mình. Phong vào ví dụ như là mình đi chợ, nếu mà người ta bán một đồng mà 5 pound thì mình sẽ bắt đầu mình lặt mấy cái héo cái hư bỏ hết để phao cho nó nhiều. Chứ nếu mình cầm lên mà héo hư mình cũng để thì lại phao nó nặng, cái mua về mình lọc ít. Còn nếu mà người ta bán món, bán trái, ví dụ như bắp ta bán trái đó, mình cầm lên mình dở ra coi hột bắp nó thiệt nhiều, trái thiệt bự mình mới lấy. Người ta bán đồng trái dưa hấu mình lựa trái nào thiệt bự, còn chuối là mình lặt, mình dục bỏ. Coi như là cái gì mình cũng, thí dụ như trường hợp cái gì mà free là mình hốt, còn cái gì mà không có free là mình lựa. Thật sự nó đâu có lỗi, không có tội gì hết. Nhưng nếu mà cái giây phút đó mà chúng ta nhận chân ra nó, thấy chưa, cái tâm mình còn rất là bon chen. Cái gì mà người ta miễn phí, tại sao mình hốt nhiều như vậy? Mà cái gì mua mình phải lựa. Tức mình thấy được cái tâm mình nó còn dở. Thì khi mình tâm địa nhược thông, nếu mình thông được cái tâm đó thì tự nhiên mặt trời trí tuệ nó chiếu liền. Nó thôi mình ai cũng như mình thì ai mua đồ dở, thí dụ vậy đó. Rồi mình đậu xe, mình lái xe mình định quẹo phải thì mình thấy có chiếc xe khác muốn đi tới. Mà nếu mà người ta nhường mình để mình đi ra thì mình vẫy tay mình chào. Mình biết mình muốn người ta nhường, mà hôm khác tới phiên mình không nhường ai hết. Cái lúc nào mình không nhường cái mình thấy tại sao có bữa mình lại mong người ta nhường mình mà bữa nay mình chẳng chịu nhường ai. Tự cái lúc mà cái tâm mình sống với cái dở của mình, sống với cái tập khí mà bon chen hơn thua của mình á, tự nhiên mình không được cái tâm đó thì trí tuệ mình nó chiếu soi. Chứ bây giờ người muốn tu tới đạt đạo chỗ giải thoát thì nó là cái gì? Nó nhiều lắm thôi. Một khi mình nhận rõ mỗi tâm niệm của mình hiện khởi thì trí tuệ mình. Mà thật sự ra cái gì làm cho mình thấy được tâm mình? Trí tuệ. Cho nên mình học Phật để làm gì, nghe Pháp để làm gì? Để trau dồi trí tuệ. Mà có trau dồi trí tuệ rồi đó là tà tính mê tín không có. Có trau dồi trí tuệ rồi đó, là tin tầm bậy bạ không có nữa. Chẳng hạn như tin là chụp hình không được ba người, không? Tin là mình thắp nhang phải đứng ngay Phật để Phật thấy mình, đứng xa xa Phật không thấy đó. Mình mà có trí tuệ rồi mình không để mấy cái đó nó làm khổ mình. Mình mà có trí tuệ rồi á, là mình không có tin vào những cái phù phiếm như vậy. Chẳng hạn như đừng có mở kinh ở trong nhà. Mở kinh trong nhà người âm nó vô nó nghe. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa thì gia đình lộn xộn. Đừng có tụng Kim Cang. Tụng Kim Cang nóng tánh. Người mà có trí tuệ rồi là không có tin mấy cái đó. Tại sao mình có trí tuệ được? Mình nghe Pháp. Cho nên có nghe Pháp, có tư duy thì trí tuệ nó sáng soi. Mà trí tuệ sáng soi là mỗi tâm niệm mình khởi lên soi nó liền. Tâm này dở nha, hạt giống này dở nha, đừng để sanh khởi. Hạt giống này tốt nha, sanh khởi. Ví dụ như con mình nó đi học về, nó nói má, bạn của con á, ngày nào nó cũng bị đói bụng hết á, con có thể đem thêm một miếng bánh cho bạn con không? Mình phải mừng. Mình phải mừng là con mình nó sống mà nó biết thương người. Chứ mình say quá mày này, ngu quá vậy. Tại sao nó không đem cho mày ăn mà phải đem cho nó? Nếu mình nghĩ như vậy và mình sống như vậy thì cuộc đời này có phải là mình dạy con mình không biết thương nghĩ tới ai không? Rồi mai mốt nó lớn nó sống theo cái đó, cho nên sao con sống mà con biết thương ai hết trơn vậy? Nó hồi nhỏ má dạy con vậy mà. Tức là cái hạt giống đó mình phải tưới cho nó. Cho nên nó Pháp Hòa thấy một em nhỏ nào mà nó đi chùa là mình đặc biệt mình phải quan tâm nó, mình thương nó hơn. Cho nên quý vị đừng có ngại là ủa tại sao mình thương, không phải. Tại những cái em đó là hạt giống non, nó cần phải được tưới tẩm. Hay là những Phật tử sơ cơ người ta mới vào chùa, người ta như một hạt giống mới vào trong cái đất của chùa. Mà nếu mà mỗi người tưới nước sôi không sao nó sống nổi. Đừng có làm vậy nghe không, đi chùa vậy tội nghe không. Xảy qua tưới toàn là tưới nó trộn, tôi sợ quá, thôi để tôi về. Còn nếu mà người ta mới sơ cơ người ta vào trong chùa, mà mình biết mặc dù người ta lớn cái xác, lớn cái tuổi, nhưng mà tâm người ta còn non. Người ta mới bắt đầu chạch chững vào trong đạo người ta tu. Mình là những người làm farm ở trong chùa này, tưới tẩm phải biết cách tưới. Chứ ai cũng gáo nước sôi hết, ta sống sao nói. Ta mới vừa vô làm công quả mà cầm cái dao lên cắt miếng rau, một cọng rau mà ba ý kiến, sao ta chịu nổi, phải không? Rồi biểu ta cái này, biểu ta thế kia. Mà mình không biết cái cách, mình nạt nộ, mình la rầy, thì tự nhiên mình sẽ làm cho cái hạt giống nó không có cơ hội nó lên nữa. Cho nên thưa đại chúng, mình tu Phật cũng không khác cái gì hơn, ngoài một việc thôi là chúng ta thấy được từng tâm niệm của mình. Thí dụ như tại sao mình nổi sân khi người ta làm trật? Tại vì mình sống với cái ngã nhiều quá. Ý kiến của tôi phải là như vậy, mà làm trật ý tôi là không được. Còn nếu như ý của mình là vậy, nhưng mà người ta làm trật là do người ta không biết. Thôi thì bây giờ sắc sao cũng là nấu. Người ta sắc vuông cũng nấu, sắc tròn cũng nấu. Mình thích tròn, người ta thích vuông. Mà hai cái pha lại thì nó vuông tròn. Có gì đâu mà phiền hà. Mà nếu như mà mình có một ý kiến gì đóng góp thì mình luôn luôn suy nghĩ rằng cái ý kiến của tôi chẳng qua chỉ là ý của một con kiến. Mà cái ý của tôi chẳng qua là ý một con kiến thì có nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Mà bắt buộc mọi người phải nghe ý của một con kiến của mình, cái tự nhiên mình phiền não. Rồi thì đất tâm của mình bắt đầu côn trùng nó sanh sôi nảy nở. Cho nên đất tâm, đất là gieo hạt, tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Mình nhờ một cái miếng đất mà nó hoang vu, nó không bao giờ được khai khẩn thì không bao giờ có được một cái sự xây dựng. Ở đây á, cái miếng đất này tương lai cũng phải được đào xới khai khẩn để trở thành một cái ngôi tùng lâm trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng như thế, đất tâm của mình nó hoang vu lắm, nó rừng rậm lắm. Chúng ta phải cần khai hoang cái đất tâm của mình để cho đất tâm của mình được tươi tốt, màu mỡ, và để chúng ta xây dựng được những cái lành thiện ở trên đó. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh. Bài kinh này gọi là kinh Tâm Hoang Vu. Tâm Hoang Vu Thưa đại chúng, Đức Phật có đưa ra năm thứ mà làm sao để chúng ta có thể điều phục không và đọc năm cái tâm này cho đại. Nhiều lắm, Đức Phật dạy mấy phần lần nhưng mà bài trích một phần thôi. Thế nào là tâm hoang vu? Một vị mà sống mà nghi ngờ thầy của mình, tức là nghi ngờ Phật ấy, nghi ngờ Phật, do dự, không quyết đoán, không tịnh tín, chư tỳ kheo. Người nào nghi ngờ Phật do dự, không quyết đoán, không tịnh tín, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy, gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Bây giờ mình tu mà mình nghi. Ở trong kinh là Phật đưa ra ba cái nghi nha: nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Bây giờ Tăng là những người đời sống này mình nghi đành rồi, cho nên mình nhiều cái nghi lắm. Không biết thầy nó tốt không, biết nay ra ta làm từ thiện mình cũng nghi nữa, ta kêu gọi từ thiện tôi đóng góp về không biết tiền nó có tới không. Nhưng mà nếu mình nghi vậy thì cái gì nó dừng lại? Mình không có kiên trì, không có nỗ lực, và những cái việc làm thiện của mình nó bị dừng lại, nó e dè, nó không đi tới. Bây giờ mình tu mình nghi Phật, nghi Pháp. Pháp là gì? Pháp là con đường giúp cho mình hết khổ. Thì bây giờ nếu cái Pháp nào mà giúp mình hết khổ thì Pháp đó là Pháp tốt, chứ mắc chi nghi. Thí dụ bây giờ mình nói tôi đau bụng thôi mà người ta đưa thuốc Tylenol nó không hợp thì mình khỏi uống, mắc gì mình nghi. Mà mình nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, rồi mình nghi những cái học điều mình giáo, những cái học Pháp mình học. Mà khi mình nghi như vậy rồi thì sao? Mình không thể tiến xa hơn được. Tại vì lúc nào mình cũng có cái gì? Có cái ngăn cách giữa mình với người, giữa mình với Phật Pháp. Mình không có dám đi hơn. Thí dụ bây giờ mình tu mình nghi không biết, người ta không có biết Phật. Mình đã biết rõ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người có thật, là một con người có thật, sanh ở tại Ấn Độ. Thôi bây giờ mình không biết, nhưng mà giờ khoa học, những nhà khảo cổ, người ta đã xác định Thái tử Sĩ Đạt Ta là một người có thật. Thì mình đã là Phật tử mà còn nghi biết Phật có thật không thì làm sao mình tu được. Mà mình nghĩ rằng Phật không có thật thì lời dạy này chắc không có thật. Rồi bây giờ có quà đó mình nghi Pháp nè. Có nhiều người bây giờ đọc trên mạng, trên những cái bài viết, người ta nói kinh này không phải Phật nói, kinh này do tổ này đặt ra, kinh này do người sau viết. Mình nghi vậy thôi. Tự nhiên hồi nào bây giờ mình tu theo nó mình cũng có an lạc. Bây giờ mình nghi. Bây giờ thí dụ bây giờ cái kinh đó là do một vị tổ viết, nhưng mà cái lời kinh đó nó có sái với chánh pháp không? Nếu nó không sái với chánh pháp, nó có khả năng dẫn dắt mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì tại sao mình không theo? Cho nên có một vị hòa thượng được một người khác tới nói: bạch hòa thượng, con nghĩ kinh này không phải Phật nói. Thì hòa thượng cười, hòa thượng nói: tôi không cần biết ai nói, mà nói được như vậy thì không phải người thường. Cái người mình nói được những cái lời cao siêu màu nhiệm thì chẳng phải là người thường. Bây giờ mình tu là Phật cách mình xa, Tăng thì gần mình nhất. Đó. Mà bây giờ mình nói rằng làm sao để tôi tìm được một minh sư. Thưa đại chúng, làm sao ai dám dỗ ngực xưng danh tôi là minh sư? Ai dám? Bởi vì mình dỗ ngực tức là mình cao ngạo, phải không? Mà nếu mà nói anh làm ơn chỉ cho tôi, nó thời ơi tôi không dám đâu, chỉ mà rủi bày anh hay chị không thích thì tôi làm đủ đó thôi, tôi không dám. Cho nên không ai dám chỉ đâu, mà cũng chẳng ai dám xưng. Bây giờ minh sư nè, ở nơi một vị tăng nào có được những cái điểm tốt mình học được, mình học cái điểm minh sư của vị đó. Ở nơi vị tăng khác có một điểm khác để mình học cái điểm đó. Mình là cái người đi học Pháp, đi cầu Pháp, thì ở nơi người nào có cái Pháp gì hay mình học. cũng giống như một người học trò vô trong trường học. Thầy dạy giỏi về toán, mình học thầy đó. Thầy giỏi về hóa, mình học thầy đó. Chứ một thầy sao giỏi hết các môn? Mặc dù biết hết, nhưng mà mỗi thầy chuyên môn đó. Thì cũng như vậy, có thầy mình theo để mình học cách tụng kinh, có thầy mình theo để mình học cái pháp, có thầy mình theo mình học cái hạnh. Thầy đó không biết thuyết pháp, nhưng mà cái hạnh thầy hay lắm, thầy nhẫn nhịn hay lắm. Cho nên tôi học cái hạnh nhẫn của vị đó. Chứ thế là minh sư. Và giờ minh sư và cao tổ của mình là gì? Là giáo pháp của Phật. Thì vị nào mà tu theo giáo pháp của Phật mà thành tựu được thì mình học cái pháp với vị đó. Mà học với vị đó nghĩa là mình học pháp. Mà thế thì cả đời này chúng ta học không bao giờ tận. Bởi vì thầy trong cuộc đời này nhiều lắm, và ai cũng có những cái hay để mình học. Mà chính vì không còn nghi ngờ như vậy, không còn do dự như vậy, cho nên mình đi xa hơn nữa. Chứ bây giờ mình nói không, tôi đi tìm một cái người nào mà giỏi 100% thì cả đời này mình không kiếm được ai 100%. Chính bản thân mình đây nè, bây giờ thí dụ mình gặp một cái thầy giỏi, chắc gì ta dạy mình nhớ hết rồi. Trời ơi, thầy giỏi mà gặp trò dở cũng vậy. Cho nên có một vị thầy, ông trách người đệ tử, nói sao tụi con bây giờ dở quá à? Thầy dạy hoài không có nhớ gì hết trơn á. Hồi xưa đó, thầy của thầy á, dạy thầy tới đâu thầy học thì nhớ tới đó. Cái đứa đệ tử nó dạy thầy hên, thầy học, thầy gặp nhầm thầy giỏi. Đứa đệ tử nó chê thầy mà nó không có. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy á, nếu mà cái tâm của chúng ta còn nhiều những cái nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có chịu tinh tấn siêng năng, thì tâm mình nó còn rừng như một rừng rậm hoang vu, và không thể nào chúng ta thấy một bầu trời quang đãng, một mảnh đất bình an được. Khi nào chúng ta dẹp đi những cái đó, đừng có nghi ngờ, cái gì thấy biết rõ ràng hả nói. Nói cái chuyện ta làm từ thiện mà mình nghi không là mình đã mất cơ hội làm từ thiện biết bao nhiêu. Mà trong cái đó từ thiện người ta vẫn làm, người ta vẫn làm. Còn cái chuyện mình nghi, bây giờ mình đóng vô 10 đồng, thí dụ đi, người ta có ăn đi, người ta ăn 2 đồng, 3 đồng, người ta còn 8 đồng, người ta làm từ thiện, chứng tin người ta có làm thì người ta mới nhận được cái đó nữa. Mà nếu mình nói ra, quý vị biết không, ở đây Hồng Thập Tự, Red Cross, thật sự một 10 đồng mình đóng vô là chi phí cho cái cơ quan mình hết 5-6 đồng. Vì người ta phải mướn cơ sở nè, trả tiền điện nước nè, trả tiền nhân công nè. Đâu có nghĩa là mình đóng 10 đồng ta xách hết 10 đồng ta làm từ thiện đâu. Cái điều đó nó đúng thôi. Tại vì người ta phải mở cơ quan, mà mở cơ quan là người ta phải trả lương cho những người làm ở trong đó, rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền mọi cái chi phí, rồi bắt đầu người ta mới làm từ thiện. Muốn làm từ thiện phải có cơ sở. Mà trên cuộc đời này có cái gì mà không chi? Ví dụ bây giờ quý vị tới chùa, quý vị ăn, gọi là ăn free, nhưng mà đâu có nghĩa là chùa không chi. Thì tự mình phải hiểu là mình ăn mặc dù là free nhưng mình phải đóng góp để người ta có tiếp tục người ta nữa. Chứ đâu nói free là cái gì cũng free, rồi mình tới mình free rồi mình đi về free luôn, ai cản hết trơn á. Thật sự ra đúng là free. Chứ là trong cuộc sống của chúng ta phải tự ý thức những cái điều kiện đó để chúng ta không còn do dự, phải không? Trong một cái xã hội này, một cái đời sống này, chúng ta cần phải có những phương tiện căn bản. Thì một vị sống ở trong đời, dù là người tu, nhưng mà những cái nhu cầu căn bản thì cũng phải có, chứ không thể không. Tại nếu mình bắt buộc như vậy, mình nghi ngờ như vậy cũng tội nghiệp. Thì tự mình đã không đi xa hơn được nữa trên cái bước đường dấn thân của mình tu tập, mà mình lại bị những, thí dụ mình nói hồi xưa tôi thấy trong kinh nói quý thầy tu phải đi chân đất, đầu đội trời, chân đạp đất. Bây giờ quý thầy nào cũng mang giày hết, thôi tôi cũng tu. Mình hiểu như vậy tội nghiệp quá. Mình biết ở cái xứ này là sao đi chân không được, phải không? Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị thấy các sư Nam Tông không? Mặc dù là quấn y nhưng mà qua đây rồi phải mặc cái áo thun tay dài để nó khỏi bị lạnh. Cho nên mình phải hiểu mỗi quốc độ, mỗi cái đời sống nó có thay đổi, thì chúng ta phải hiểu được như vậy, thông cảm được như vậy. Thì cái tâm gì? Tâm do dự, tâm không quyết đoán, tâm không kiên cần siêng năng đi tới của mình, nó được đoạn trừ. Bởi vì những cái đó là những cái cây nó cản trở một cái đi tới một cái chân trời cao đẹp của mình. Cái mục đích của chúng ta là nhìn được cái chân trời cao đẹp, đến một chân trời cao đẹp, chứ không phải để những cái cây đó nó cản. Chỉ cần vén cái cây đó qua thì chúng ta sẽ đi được qua bên kia. Cũng như thế, nếu tâm của chúng ta còn nghi ngờ Phật, Pháp, Tăng và những cái học Pháp thì chúng ta không thể nào có thể tinh tấn tu được. Và cái cuối trong năm này là gì? Chúng ta thường xuyên phẫn nộ đối với các đồng tu phạm hạnh. Chúng ta không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Bây giờ mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ học Pháp, rồi cuối cùng là gì? Mình thường hay sân tâm, bực bội, phiền não, không vui với những người đồng tu của mình nữa, thì bắt đầu mình cũng lui sụp. Bây giờ quý vị kiểm có phải không? Mọi lần đi chùa chung tự nhiên giận cái ông hành đi nữa, ông hành đi cái không ai vợ cái ở nhà, cái bắt đầu kiếm mối khác, cái đi hẳn là đi với mối này á, thì buộc lòng đôi khi phải thỉnh thoảng phải nói về cái kia, nói xấu về cái kia để được cái mối này thương. Cho nên rốt cuộc tu mà nó tùm lum hết trơn, nó rần rậm, nó càng rối rắm thêm. Mà ở đời hễ mà muốn được người này phải nói xấu người kia, để được lòng người này, được cái này thì phải nói cái kia. Cho nên rồi cái mình tu thì cũng có đó, nhưng mà có cái tướng nhiều hơn có cái thể. Cái thể của người tu là gì? Phải thanh lọc, phải tịnh hóa. Cái tướng của mình đó là mặc áo tràng, lần sâu chuỗi, ăn chay, gõ mõ, thỉnh chuông, tụng kinh. Đó là cái tướng. Nhưng mà tất cả những cái tướng đó, để chúng ta trở về được với cái thể, là cái tánh của mình là thanh tịnh vắng lặng. Bây giờ ví dụ như mình không còn hài lòng với vị đồng tu kia, thì cái tốt nhất là chúng ta giữ im lặng và chúng ta nói nhẹ nhàng, để làm sao chúng ta không cần phải đến với người đó nữa mà không có một sự phiền hà gì. Thật sự ra như vậy lợi cho ai? Trước hết là lợi cho mình. Mình không để cho những cái phiền não đó nó làm hư tâm của mình. Thưa đại chúng, chúng ta nấu ăn hư rồi, thức ăn dễ chúng ta sửa được. Tóc lỡ cắt hư được, không sao, 1-2 tuần sau tóc nó mọc dài chỉnh được. Hư tâm khó chỉnh. Mà một khi tâm nó hư rồi thì phải dày công mà chỉnh lại cái tâm. Mà lẽ ra tâm trước kia không an vui, hạnh phúc, thanh tịnh, nhẹ nhàng, thì ngày nay lại để cho những cái đó nó phiền mình. Cho nên á, mình là những người cùng tu với nhau, cái gì không vui chúng ta cứ nhẹ nhàng cho nó qua. Bởi vì mình biết ở đây là cái chỗ để chúng ta vào đây, chúng ta là những người bệnh đến đây để xin thuốc uống. Đừng có ganh tị với cái người bệnh kia. Mày vô đây bệnh thân, bệnh tâm, bệnh tùm lum hết, mà không kiếm thuốc để chữa, mà rồi để cái này cái kia nó sanh khởi thì nó uổng quá. Đi bệnh viện thì cũng có đi, mà đi cả ngày về chẳng được gì hết. Thuốc bừa bao nhiêu cũng cắt vỏ hết, sợ uống hết bệnh, còn không được uống hết thuốc. Cho nên để đó cho nó yên tâm, phải không? Thành thử ra bài kinh rất dài, nhưng Pháp Hòa chỉ trích ngắn, bởi vì chúng ta không có thời gian. Thì nói tóm lại, hôm nay làm lễ động thổ xây chùa, thì chúng ta phải làm sao khai hoang động thổ cái mảnh đất tâm của mình, để cho bắt đầu từ hôm nay cái đất tâm này bắt đầu được cày xới và gieo những hạt giống tốt lành. Những hạt giống nào không tốt lành thì chúng ta tìm cách chúng ta không tưới tẩm, để cho nó không có cơ hội nó sanh sôi. Thưa đại chúng, ở Việt Nam ta có một vị tổ, hiệu của ngài là Khương Tăng Hội. Khi người ta hỏi đạo với ngài thì ngài nói rằng á, tất cả các pháp đều xuôi về biển cả. Quý vị thấy không? Sông, ngòi, ao, rạch đều đổ về biển hết. tất cả mọi hiện tượng chúng ta tiếp nhận đều xuôi về biển tâm. Cho nên tâm mình còn được ví dụ là một cái biển. Thường thường người ta ví dụ tâm là đất, nhưng mà ở nơi tổ Khương Tăng Hội thì Ngài ví dụ tâm mình là biển, bao nhiêu nó cũng trôi ra biển. Bây giờ đại chúng nghĩ coi có phải là bao nhiêu thứ nó cũng đưa vô tâm mình không? Hôm nay quý vị chưa tới cái chỗ này, quý vị không có khái niệm gì hết. Bắt đầu đến rồi hen, giờ cây nằm sao, mọi việc sao vô tâm mình. Chiều nay về mà ai không đi được hỏi mình á, hồi nãy đi lễ sao, rồi bắt đầu diễn tả là hết cái cảnh tượng đó. Nó vô tâm mình, vô cái tàn thức của mình. Mà bây giờ làm sao mình chăm sóc cái hạt giống đó cho nó tốt. Vậy thì hôm nay chúng ta dự lễ động thổ cũng có nghĩa là chúng ta tự nhắc nhở mình phải làm sao ở đất tâm của mình xây dựng được một ngôi chùa, chứ không xây địa ngục. Bởi vì hễ ngôi chùa mà có mặt thì địa ngục nó không có. Mà địa ngục không có thì tham sân si không có. Sở dĩ có địa ngục là nơi nào có tham sân si là nơi đó có địa ngục. Nơi nào không tham sân si thì nơi đó có niết bàn. Niết bàn là gì? Khi tâm không còn tham là niết bàn. Khi tâm không còn sân là niết bàn. Khi tâm không còn si là niết bàn. Không còn ganh tị là niết bàn. Chứ niết bàn không có nghĩa là cái chỗ để chúng ta chết chúng ta tới. Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình bình lặng, không còn những giấy khởi của phiền não sân si, thì đó là niết bàn. Cho nên người ta dịch chữ niết bàn là tịch diệt. Tịch là vắng lặng, diệt là khi chúng ta không còn sanh khởi, diệt hết những phiền não hơn thua ganh ghét, chừng đó chúng ta tâm lặng. Mà tâm lặng là tịch diệt. Cũng giống như ban đêm im văng vắt, không còn một tiếng ồn, mình về phòng mình nằm im thật là im, lúc đó là tịch diệt. Tịch diệt là khi nào mình một sự không còn một sự ồn náo nào trong tâm, tâm không còn sân khởi. Thí dụ thấy biết mà không có sân khởi gì hết, lúc đó tâm có niết bàn. Vậy thì Phật dạy chúng ta có 5 tâm hoang vu: nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ học Pháp, và cuối cùng là thường hay gây gỗ với đồng tu, không quan hỷ với đồng tu, là chút đó tâm mình rừng rậm lắm. Mà hãy tâm mình rừng rậm thì sao? Gặp ai mình cũng rừng rậm hết, không? Mình không có nhẹ nhàng, không có thanh thản được. Thì thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong buổi sáng hôm nay nhân cái dịp lễ động thổ này. Và xin tất cả đại chúng hiểu chùa là gì. Chùa tiếng Phạn gọi là Già Lam. Già Lam là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Chùa nghĩa là gần gũi người lành, lánh xa cái xấu. Đó là chùa. Thì khi người ta hỏi chùa nghĩa là gì thì quý vị trả lời liền: chùa nghĩa là nơi thân cận cái tốt, xa lìa cái xấu. Như vậy thì mỗi người chúng ta phải có bổn phận làm cho cái nghĩa chữ chùa nó được sáng tỏ, là chúng ta phải luôn luôn khởi phát cái thiện, đừng hành xử cái xấu, để cho người ta bước vào chùa người ta nhận ra đúng là nghĩa của chữ chùa. Còn không thì người ta cất cái dấu huyền thành chữ chua vô thì chua lắm. Thì chúc đại chúng luôn luôn có được một ngôi chùa ở trong tâm mình, có ngôi chùa trong tâm mình. Mà chùa mà trong tâm mình có rồi thì chùa có tất cả mọi nơi, và nơi nào chúng ta đến cũng là đạo tràng hết. Cho nên có người hỏi Ngài Duy Ma Cật ở đâu là đạo tràng, chỗ nào cũng đạo tràng hết. Ví dụ ở đây bây giờ đâu có mái đỏ ngói cong, đâu có ngói cong mà ngói đỏ mái cong. Nhưng mà chúng ta ngồi đây chúng ta nói chuyện Phật Pháp thì nơi đó là đạo tràng. Vậy thì đạo tràng nghĩa là gì? Nơi nào có sự quy tụ mà có sự thánh thiện, có sự học hỏi, có sự tu hành, nơi đó là đạo tràng. Chứ không phải đạo tràng phải là cái gì đặc biệt lắm. Mà đạo tràng có được là từ cái gì? Từ đạo tâm. Đạo tâm mà có, đạo tình mà có thì sẽ có đạo tràng. Mà đạo tâm không có, đạo tình không có, không có đạo tràng. Mà nếu có chỉ có cái tướng mà không có cái thể. Quý vị nhớ không? Tướng và thể mình phải biết vậy đó. Thí dụ như bây giờ á, cái tướng gạo đầu mặc áo là tướng tu, nhưng mà tự tánh không tu thì tướng tu thì có mà thể tu không. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm sao cái thể của ngôi chùa nó có, và cái tướng. Bây giờ sắp sửa xây chùa là xây cái tướng chùa, rồi Phật tử mai mốt về đây tu phải làm sao thể hiện được cái thể của ngôi chùa. Mà thể của ngôi chùa là gì? Không tham, không sân, không si, không tranh, không giành, không hơn thua. Như vậy mình mới là mỗi thành viên một viên gạch. Cái viên gạch mà xây ngôi chùa nó có thể last 20 năm, 30 năm. Nhưng mà mỗi người chúng ta là một viên gạch biết nói, biết linh động, biết cười, biết chào hỏi, thì cái ngôi chùa đó mãi mãi trường tồn, không bao giờ đoạn diệt. Chúc đại chúng thân tâm được an vui và cùng nhau xây dựng một ngôi chùa trên mảnh đất dù hoang vu cỡ nào, nhưng mà lòng người đã có, tâm người đã quyết, thì nhất định ngôi chùa sẽ có mặt. Và đặc biệt chùa này có tên là Phước Hải. Phước là những điều kiện lành thiện, hải là biển cả. Chỉ cần chúng ta chào nhau một câu là phước, phải không? Chắp tay chào nhau A Di Đà Phật là phước. Chị tới chùa lễ Phật rồi, chị ăn gì chưa là phước, phải không? Nói chung phước nhiều lắm. Nếu chúng ta biết, chúng ta kiếm phước mỗi ngày, phải không? Mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta mất phước cũng dễ dàng. Cho nên Phước Hải là nơi biển phước. Mà quý vị nhớ trong kinh Phổ Môn nói là sao? Biển phước chứa vô cùng, nên con cần đảnh lễ. Trong phẩm Phổ Môn có cái câu đó đó, biển phước chứa vô cùng. Nhờ đâu mà có được cái biển phước đó? Nhờ chúng ta tu tập từ cái nhìn của mình. Gặp quý vị thấy không? Hồi xưa mình nhìn ai mình cũng thấy quýt, giờ nhìn mắt thương, phước của con mắt. Hồi xưa cái miệng mình nói mình lum la hết, giờ nói Phật Pháp khuyên người thôi, phước của cái miệng. Hồi xưa tai này là thính lắm, nhưng mà nghe gì đâu không à, nghe để phiền não, giờ nghe Phật Pháp, phước của lỗ tai. Đó, cho nên mình có phước á, có mắt, tai, mũi, miệng đầy đủ. Mà hồi xưa giờ nghe trật, cho nên làm cho cái phước này nó giảm. Bây giờ biết rồi, dụng cái phước này, dụng cái phước mắt, tai, mũi, miệng này. Được như vậy là chúng ta có trí tuệ dụng phước. Có phước mà biết dụng phước thì phước nó tăng. Đó. Có lỗ tai thính mà không nghe Phật Pháp, cũng nghe điều hay, cứ nghe điều dở riết, giảm cái phước của cái tai. Riết rồi trong tâm này nghe chứa. Nè quý vị thấy không, mỗi ngày mình thâu vô tâm bằng mắt nè, nhìn cái chứa vô tâm, nghe cái chứa vô tâm, phải không? Đất tâm mà, nên hạt giống thấy người ta làm thiện cái chứa cái hạt giống lành nó vô đây. À, nếu mà thấy người ta dở mà nói cái hạt giống dở nó vô đây. Cho nên đất tâm của mình là cái mà 6 chỗ để tiếp nha: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cho nên mình mới có cái bài sám đó. Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê sai. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Bao tật xấu từ nay chừa bỏ, chuyển 6 căn ra khỏi lầm mê. Mình thành tựu được cũng nhờ 6 căn này, mà mình đọa lạc cũng từ 6 căn mắt tai mũi miệng này. Thôi thì mong đại chúng ai cũng có cái chùa 6 cửa rồi. Nếu không khéo giữ 6 cửa này, mai mốt theo 6 tấm mệt lắm. Bây giờ chúng ta cùng ta hồi hướng để chuẩn bị vào khóa lễ sáng hôm nay. Nguyện đem công đến này hướng về khắp tân chúng sanh.